ngủ. Có khi nào mình ngủ quên rồi cháu nó khóc không? Nó ngủ quên đâu có dám ngủ đâu chú. Ngủ chết đó, ngủ một con nhỏ nếu đàm nó lên nó ngạt chết đó. Bà nội mày á. Tiếp theo thì Bùi Hồ với em có Bùi sẽ đi qua một cái rồi, kia bên đây rồi. Cô chú đây mời em Phong nói như là có một cái đứa bé bé bị bệnh cho như em Phong có chia sẻ thì để qua đây cho mọi người thấy dạ. Một cái bức tranh toàn cảnh về các cô chú là Việt kiều Campuchia hồi hương sống ở ngủ ở tại Sài Gòn này là như thế nào. Và để ghe qua được cái chiếc ghe này đó thì hai anh em phải truyền từ chiếc ghe này qua bên đây. Truyền từ chiếc ghe này qua bên đó. Khô này là mình bắt cá ở dưới sông mình phơi hả con? Mấy người ta đi chích đó chú. Dạ. Mấy người ta đi vậy. Cái này mùng 10 nè chú, này mùng 10 người ta thả người có người đi chích đó chú. Xịt điện á. Rồi người ta cho nó làm đó chú. Ta cho cá chết đó chú. Là chú đó đi. Nóng giò, sức nóng giò. Ôi trời. Nóng nóng. Đây anh. Nó bước ra đi. Vô anh em. Vô được. Trời trời. Đây là mấy chú ơi. Ui con bé anh. Ôi, cái chân em có sao không Phong? Dạ, nóng quá. Ôi. Đi chú, chờ cái ghe này nó muốn banh hết rồi chú. Trời ơi. Dán đâu mà chờ chú đi bên chỗ đó đó chú. Ơi em coi, em bước ngay chỗ đó rồi. Bị lủng hả? À, nó gấp. Gạch nó banh nó chờ nó mà một cái chân mà chú ơi. Lủng rồi hả? Lủng rồi. Dạ. Ta dở miếng nó lên để thôi sập chân chết. Nó bằng gì? Bằng khi mà tụi mình vừa mới bước vào thì đã thấy cảnh là cô đã hút đờm cho cháu rồi. Yeah. Cháu thì bị đờm và phải khoét một cái lỗ ngay tại cổ. Và những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ngay tại xóm này thì gần như là 10 đứa trẻ thì hoàn toàn 10 đứa đều nhiễm căn bệnh này. Và những đứa trẻ thì có đứa thì không được đi học, còn có đứa thì bệnh thì vật vờ với những cái căn bệnh như thế này nè. Cái việc thở không thôi là đã là một cái khó khăn đối với các cháu rồi. Không liền gì á. Một trong những cái hình ảnh mà chắc có lẽ là đau thương nhất mà cô chú quý anh chị thấy được là hình ảnh một cái việc mà chỉ cần thở thôi. Dạ. Là rất là khó khăn đối với một cái đứa bé mà chưa đầy 5 tuổi như thế này. Mấy tuổi rồi con? 4 tuổi rồi chú, nó gần 4 tuổi rồi. Hoài vậy đó, nó liền này. Mẹ nó ra. Ủa vậy là bé là cháu nội hay cháu ngoại cô? Cháu nội chú. Mới có đẻ ra mẹ nó bỏ tới giờ tôi nuôi không. Nuôi chú Phong xuống rồi mấy lần rồi chú không biết có ai đâu nuôi nó đâu. Dạ yeah, dạ. Yeah. Nuôi tới giờ luôn. Con ơi. Con. Còn cả bác kêu coi. Khó nuôi quá cho nên là anh thấy người nhà phải cạo đầu ba giá cho dễ nuôi á. Mới hớt tóc nó đó chú, nó nực quá, nó cũng bệnh, nó nực. Ủa sao cháu hay đập đầu vậy cô? Nó đòi coi điện thoại chứ, chú không cho nó coi, nó quạo. Con chưa bắt cho nhỏ này đâu. Một cái hình ảnh mà khi mà hai anh em chứng kiến hình ảnh của việc bé mà thở mà phải bà nội phải hút đờm ra cho bé. Dạ, ngay cả bắt chuyện hai anh em cũng chưa có dịp bắt chuyện với lại cô nữa. Trong vòng 5 phút thôi là đã thấy 4 phút. Dạ, nó liền vậy đó chú ơi. Phong thì không dám nhìn luôn à. Nửa đêm sao cô? Nửa đêm cũng vậy, thức hoài vậy đó chú. Nó thức là mình thức, nó ngủ là mình ngủ được chút, nằm nó chứ không có ngủ. Có khi nào mình ngủ quên rồi cháu nó khóc không? Nó ngủ quên thì đâu có dám ngủ đâu chú. Ngủ chết đó, ngủ một con nhỏ nếu đàm nó lên nó ngạt chết đó. Có trường hợp nào mà mình lo bận việc rồi cái mình quên hút đờm cháu không con? Không, dù gì cũng phải thức canh á, tôi canh nó cái hồi mà tôi thấy tôi không thì giờ nè không ngủ là gì, thức đi gan cái máy mà suốt máy suốt lúa hoài hoài đêm ngủ chừng
đêm nhiều khi có khi trông cho ngủ được 5-10 phút cũng ngủ không được, chú nó quen rồi, mắt nó vậy nó quen rồi. Là cô là chỉ chăm bé thôi. Dạ. Còn chú là đi làm kiếm sống. Dạ, ổng đi làm hồ. Còn ba cô bé ba thì nó cũng làm gì đó chú. Làm luôn, còn dạ. Mẹ cô bé thì bỏ đi rồi. Bỏ hồi nhỏ xíu luôn chú, không có mấy lần rồi, nó có nó nuôi đâu chú, tới giờ. Một lúc mới mổ ra 2 kg nó bỏ tới giờ luôn. Nói chú thấy không, có khi nào gánh cái tay không, nó liền liền luôn vậy đó. Ban đêm cũng vậy, ban ngày cũng vậy, sao nghỉ được. Nãy giờ thì anh chứng kiến hai bé thì hai bé đều có bệnh hết à. Dạ. Và cái tuổi thì rất là nhỏ, không không những chỉ là bé mà tất cả những cô chú là người lớn tuổi đây bị bệnh, chẳng hạn như bà nội thì đang bị bệnh ung thư. Dạ. Còn bé thì phải đang bị bệnh bệnh gì, bác sĩ nó bệnh gì hay con hả? Nó đủ bệnh nó chân chú ơi. Nợ đầu nó u lên một cục nữa nè, thở không được luôn. Dạ, nó liền liền, nó hẹp đường mũi, nó không có thở được. Rồi mới mổ cái chỗ này, mổ cái cây. Lúc đó thì mình làm gì để có tiền mổ cho con không? Trời ơi, có tiền chú ơi, cũng nhờ nó còn nhỏ, nó được cái gì đó chú, nó bởi gì. Nó còn nhỏ lắm, nó tôi biết còn tôi cũng có hồn, nó biết nó có cái gì đây nè. Đi bảo hiểm á chú. Dạ. Nó đỡ tốn tiền. Ui trời, hai anh em nãy giờ đang bị sang chấn tâm lý rồi. Dạ. Trời ơi, nuôi chăn nó dữ lắm, khó khăn của ơi chú. Cả một vấn đề. Tôi mà lỡ có cái gì cũng chết theo luôn. Mà cái này nè, chú biết không, 1,750 triệu thay cái ống này không, mà giờ chưa thay nữa đó. Bao nhiêu lâu mới thay một lần thôi? Một năm thay một lần chú. Mà cái giờ trời này, cái này người ta thay nữa nè, mà chưa thay được nữa nè. Hồi lúc dịch bệnh nó lên thay rồi, cái cha nó vô làm giấy thủ tục. Rồi cái chú biết không, làm thủ tục rồi nó không cho tôi vô chăm, rồi bác sĩ không cho chăm, nói người nào làm thì người đó chăm. Rồi đâu có biết chăm đâu, còn cha nó đâu có biết đâu. Rồi đầu mới bác sĩ đâu nói giờ đem về đi, đem về đi để cho hết dịch rồi nữa bà nội vô, bà nội ấy rồi hả nó đem nó vô. Thông tin với lại cô bác quý anh chị á, chỉ khi mà ngồi tại nơi này và chứng kiến được cái cảnh cô bé với bà nội như thế này thì mình mới cảm nhận được cái hết cái sự vất vả cũng như là cái sự khó khăn khi mà sống dưới lại cái môi trường cực kỳ ô nhiễm như thế này. Yeah. Và hiện nay thì mà việc hai anh em mà bắt chuyện để hỏi thăm về cái hoàn cảnh của bà nội cô bé cũng vô cùng khó khăn khi mà bà cứ lây hay với lại cái công việc khúc đàm cho bé nè, rồi pha sữa cho bé, thay tã cho bé, một cái công việc mà không bao giờ ngơi tay. Bà có chia sẻ với một câu rằng là nếu như ngủ thôi, chỉ cần ngủ quên 1-2 tiếng mà không hút đàm thôi thì bé có thể là 1-2 tiếng gì thức sáng đêm luôn á chú, 1-2 tiếng đâu. Vậy gì nằm được cho trong cho 15 phút, 20 phút thôi không được, nó đâu 1-2 tiếng mà chú. Dạ. Yeah. 1-2 tiếng cũng cho 10 phút thôi, 15 phút thôi là nếu mà nhắm mắt mà ngủ được là cũng biết cái giấc ngủ nó ngon rồi đó mà ngủ không được. Cô cho con hỏi là mình có biết được rằng là cái môi trường nước nó ô nhiễm nên là nữ là sẽ gây bệnh cho mình và cho bé không? Dạ có chú. Vậy thì tại sao mình không thay đổi môi trường sống của mình cô? Thay đổi giờ chú có sao thay đổi, không có tiền, chứ ai có tiền lên bờ ở rồi. Chú thấy khổ không, muốn nhà trọ trên bờ đó, mấy ông công an nói hỗ trợ cho mình thằng nào đặng mình lên nhà trọ ở. Có cho đồng bạc nào đâu chú ơi, tới giờ luôn đó. Gốc của cô là ở An Giang hả? Dạ. Cô ở huyện Châu Thành luôn. Dạ. Ở tỉnh An Giang, ở ở trong Ba Thê á chú. Ba Thê. Nó thuộc về Thổ tỉnh Sơn. An Giang và Thoại Sơn. Dạ. Hiện nay thì ở Thoại Sơn mình còn người thân nào không cô? Dạ không, xuống đây trơn rồi chú ơi. Chỉ có ông già mắc ở trển thôi, chứ đất của người ta đã cũng đuổi xô nó. Lúc nãy thì con có gặp, con với lại em Phong có gặp một chị ở bên đây thì cũng là ở An Giang. Nhưng mà cái về cái môi trường sống á, nếu như mình về An Giang thì nó sẽ về quê hương á thì nó sẽ khác rất là nhiều so với sống ở một cái Sài Gòn chật hẹp như thế này và môi trường ẩm thấp nữa. Ở trển cũng vậy chú ơi, sống mấy chục năm trời ở trển cũng đâu có mặn được cái gì đâu. Mướn cỏ lúa thì có nhiều tiền, có mà như mấy chục ngàn từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối cũng không có tiền bạc gì hết trơn. Nói chung ra trên quê trên ai cũng đa số đi xuống dưới này mặn ăn không, chú mặn công ty đồ không, còn mình thì mắc thằng này của ổng cũng già cả rồi. Từng lễ như là làm được có 3-4 ngày làm, người ta có thì người ta kêu, không có thì người ta nghỉ, mình nghỉ chút làm hồ mà.
thì vậy đó, cũng quanh năm suốt tháng vậy đó. Lúc trước chú Phong cũng xuống một lần, thằng này nói chung ra cũng có 4-5 cô trong số điện thoại này nè, cô nói nếu mà cô mà bé có mổ hoặc là gì đó, cô giữ số điện thoại con rồi nữa, cô liên hệ đi rồi con giúp đỡ cho. Mà không biết thằng nhỏ nó có lưu không, nó biết chữ rồi, không biết thằng trai nó có lưu lại không rồi cũng không biết nữa. Ở trên chiếc ghe mình hiện nay là bao nhiêu người ở không? Nói chung ra ở đây có mình tôi với thằng bé rồi với thằng nhỏ đi học đó chú không? Rồi thằng trai đó đó, rồi giờ ổng thì ổng ở trên nhà trọ mướn trên bờ mình nè chú. Mướn ở trên đó chú nó mới cho mình truyền điện, truyền nước xuống xài nè, chứ ở đây dưới sông đâu có xài được đâu. Nước suối rồi nó trong cống trong đồ nó xả ra. Có lúc thì nó hơi trong trong đỡ chút, có lúc thì chú thấy nó đen cũng như là mực vậy đó. Trong chợ nó xả xuống. Dạ đâu có xài được, thành ra mình bắt buộc mình phải mướn chợ thôi, chứ nếu mà xong nước mà xài được bình thường thì mình khỏi mướn, mình đậu gì cũng đâu có tốn tiền nhà chợ đâu chú không, cũng đỡ ra phần nào. Cái sự ô nhiễm á thấy rõ qua cái mắt của anh em mình luôn. Anh thấy ngồi một hồi là cái mùi hôi rồi cái ô nhiễm không khí á, cái nó khiến cho mắt mình nó cay luôn á. Cay. Anh thấy cảm giác khó chịu nhiều lắm. Trời, có lúc chú ngồi chịu không nổi luôn á, nó thối á, nó thối lên chịu không nổi luôn. Nó ở đây cũng gì vậy đó mà mới bệnh đó. À, chia sẻ với lại cô bác quý anh chị, hai anh em mà lần đầu tiên mà đi khi đi xuống đây đó, yeah, thì là bắt buộc phải mang khẩu trang. Yeah. Lý do là cái môi trường nước nó cực kỳ ô nhiễm. Yeah. Ngay cả nó ô nhiễm không phải chỉ mình thấy qua mắt của mình với lại một cái màu đen của nước. Yeah. Mà là bay lên trên không khí làm cho cái đôi mắt của mình nó bị cay luôn. Yeah. Vì cái môi trường nó cực kỳ ô nhiễm, nó cực kỳ nhiều. Yeah. Phải chịu luôn, ở đây thì điện nước thì cô sử dụng từ nhà trọ, vậy thì cái nước mà rửa chén là cô sử dụng nước cây luôn hay sử dụng nước sông? Dạ, nước cây á chú, không có sử dụng nước sông. Tại trước đây thì chưa có thì sao cô? Trước đây chưa có thì xin xà lan nó còn đi lên đi xuống, nó biết mình đây nó chứa nước ở sông Long Xuyên đồ lên đó chú. Rồi cách 5-6 ngày cái mấy ổng đi ngang đây nè, mấy ổng bóp kèn ra cho mình hứng cho đầy phi hết vậy đó. Rồi cái chiếc sau rồi chứ lên nữa, đầu kêu mình hứng nữa. Vậy là nước ở đây là nhờ mấy cái xà lan á? Dạ, hồi lúc trước là nhờ xà lan không, rồi bây giờ là hồi lúc mà là nhà trọ này tới giờ là không có chiếc nào lên nữa chứ, xà lan không có chiếc nào lên nữa chứ. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái cuộc sống của bà con ở đây nó bấp bênh giống như là cái chiếc ghe mà ở giữa cái dòng sông vậy. Dạ. Không biết là ngày mai đi về đâu. Phần lớn thì người ta làm để lo điều trị bệnh. Một đứa nhỏ trong gia đình như thế này thì mỗi tháng thì cũng phải vài triệu đồng. Yeah. Chỉ là tiền thuốc, tiền ấy thôi. Còn những cái dây hút đờm á, là phải thay liên tục hàng ngày. Yeah. Như vậy thì phải tốn kém rất là nhiều. Mấy chú anh thằng này là tốn kém dữ lắm. Rồi cái này người ta cũng bình oxy nữa. Cũng cho nữa đó chú, hồi lúc trước có này luôn. Nhưng mà cái mua nó bị trục trặc, cái đem mình gỡ lại cho tiệm đó chú. Nó lấy là có 500 ngàn, mình mua tới 1.2 triệu mà lấy đâu có 500. Rồi cái này cũng cái cô đó có mua rồi có cho, thằng Dương cái cũng cho. Rồi lúc trước mua cái này về, cái này với lại cái này với thêm cái này xi cua để cúp điện rồi mình mở cho nó đúng không, mở cho nó thở. Nói chung là này đủ phương tiện hết trơn chú ơi, không có biết đường nào mà tôi để diễn tả nó hết trơn, nó tùm lum hết trơn á. Bây giờ thì bà ngoại chẳng khác nào là một y tá bất cứ gì. Dạ. Vừa chạy oxy nè, vừa hút đàm nè, vừa thay tả nè, rồi vừa chăm sữa rồi thuốc men nè. Dạ. Chú nói nè, chú coi nó có ấy nè, con này để dành nè, cô ổng nóng nó giật trời ơi, tôi nói chú tôi không biết hồn gì hết tôi để đâu đó. Dạ, chị sốt mà sợ nó nóng quá nó giật nó bị thần kinh đó chú. Rồi đó tùm lum nó chú coi đó, mà thuốc nhét đít nhét gì nữa nè, trời ơi trời. Nó chú coi đi. Bữa hổm tôi chạy một lần muốn chết luôn chú ơi, hai ba ngày lên bệnh viện mà nó ngay là từ lúc mà dịch bệnh tới giờ, phát dịch bệnh tới giờ nó không có bệnh nữa. Như mình tắm nước nóng rồi cho nó đó chú. Dạ. Mình kỹ cho nó không có tắm nước lạnh nước gì trơn, nước nóng trực chiến luôn á. Dạ. Là nó không có bệnh. Rồi lúc trước chú thấy tôi thấy nó lớn lớn rồi tôi tập cho nó tắm nước lạnh mà chất chua rồi nè, nước cá mắm á, rồi nó bệnh đó chú, nó bệnh nó giật trời, nó giật 12 giờ nó giật tới sáng luôn. Nói chú Phong coi tôi khóc trời, tôi khóc thôi đúng đó, nó giật mình một mồm miếng y gan là
chú đi nhận nước sâu một miếng nằm cỡ đơ ra gì đi bệnh viện mà đi cái mấy cái xe chú đó nói con chạy luôn cho giao thông phạt con luôn con chạy nó thấy nhỏ tội quá. Hình như là cái phần ót của bé đúng không, nó hơi dài hơn đúng không, bị bú nữa, bé bị bú nữa, nó không có bú chứ không, sao thấy đầu cao dữ ta. Dạ nó không có bú, hồi lúc đó là cái đầu nó không có gì chân, nó bình thường nữa nè, còn nằm như đàn ba cái nó vô thuốc cho nhỏ, nó cạo đầu nó vô hai cái bên bự đây vô, giờ cái nó phù ra một cục vậy luôn. Chứ hậu xanh ra nó cũng bình thường, nó tròn vô như trái vua vậy chú, nó không có gì chân. Rồi cái lên nằm bệnh viện như đàn ba đó 3 tháng trời rồi chú coi, 3 tháng rồi cái đầu lên nó nói nhỏ chết không à. Đem đi chỉ nó có khò khè đâu đó chú, người ta nói đưa đi lấy đàm. Rồi đưa lên ở đầu cái mà chú coi đi, đưa lên nó nằm 3 4 tháng trời cái nó nói bà đem nhỏ về thì bà làm thủ tục đi ngang, chứ hằng ngày là kha khỏi cổng bệnh viện là bỏ rồi đó. Trời ơi nó thảm sầu lắm chú ơi, tôi nói không đường nào diễn tả hằng ngày tôi nói nhợ mà tôi chú biết không, tôi ở bệnh viện mà 2-3 ngày tôi không ăn miếng cơm luôn á. Tôi bác tôi đem lên tôi cho đồ nhóc hết trơn mà có ăn được đâu, thấy nó gì ăn cũng không vô, dây nhợ vô nó sỏ vô lỗ mũi rồi vô đầu vô họng gì bít hết trơn, không còn đường nào để thở. Rồi cái chú coi cái đưa nó qua Nhi Đồng 2, còn dây nè dính ở đây, rồi dây thì coi ống sữa thì còn sọt vô cái miệng. Tôi nói với chú không á, chú nhìn cái mình của nó y gan như là chú hút mè mà chú gãi vậy, từ cái đầu mà cho tới cái mình luôn, không còn có chỗ nào mà để chú chích cái mũi thuốc vô chứ, nó bấy nhạy vậy luôn. Cuộc sống của cô chú ở Việt Kiều Campuchia ở ngay tại Sài Gòn này á, không phải là chỉ là như anh nói lúc nãy chỉ thiếu thốn thôi, mà đang đe dọa đến tính mạng của tất cả những người ở đây vì cái môi trường cực kỳ ô nhiễm. Chú coi nè, ghe này nó sụp hết trơn rồi, ghe này đâu phải nó không bể đâu chú, bể ở đây nè sợ chìm muốn chết luôn, bể ở đây nè quyên miếng bự dưới mấy nước chú không thấy không. Rồi được rồi, còn hồi còn mỗi ngày thì chú với lại anh thì làm được khoảng bao nhiêu tiền hay con ha? Trời ơi, ông làm hồ ngày có 300 mấy hả chú ơi. Rồi cha nó thì cũng làm giá đó đó, 300-400 ngàn đó, mà cách 2-3 ngày làm lần, 2-3 ngày làm lần nó khổ gì đó chú, nó đâu được làm thường xuyên đâu. Dạ. Nó có. Nó bệnh năm gài nè, nó bệnh mấy mấy ngày nay nó sổ mũi chứ nó đàm nó lên quá. Dạ, bà ngoại bà nội cứ bị hoài luôn tay suốt á, là hết dạ. Cái công việc này tới cái công việc kia luôn á, suốt luôn á chú, ban đêm cũng suốt luôn, thức y gan như là tôi nói chú, y gan cái máy mà tự nhiên nó cài hoài hết xăng nó nghỉ thôi. Nhưng mà thức nhiều đêm vậy thì cô sao chịu nổi vậy? Không chịu nổi cũng gắng chứ sao, giờ chú giờ có ai đâu giờ chăm nó chú, có ai chăm nó thay phiên đâu. Hồi lúc nó mới mổ về chú còn thấy cực nữa cơ. Ở trên bệnh viện tôi nói mấy cô bác sĩ nói bà đi khám bà coi bà có bệnh gì không, hai cái giò này nó sưng cũng như giò trâu vậy. Tôi nói chú sợ nó nứt ra luôn, ngồi trong cấp cứu không luôn á, chồn kỳ luôn á, không có người nào để thay hết trơn. Trời ơi nuôi này nó khổ lắm chú ơi, nó gặp chắc gấp 100 lần con nít người ta bình thường, 100 gấp ngàn lần. Nói chú cực chẳng đã, giờ cháu con nít mình bỏ ở đâu giờ, con cháu người ta mình thấy mình bỏ không được, nó chi mình bỏ nó. Vậy là cô vừa chăm bé vừa nấu ăn luôn? Dạ vậy đó, một ngày 3 cử cháu từ sáng tới chiều tối luôn. Chỉ có chặn dạng là nói với chú là tôi nó chơi rồi tôi mới đặt cái lưng lại tôi nằm chút xíu vậy là rồi đó, 3 giờ 4 giờ nó thức giờ nào là mình thức giờ đó, suốt suốt luôn. Tôi nói chú y gan như là cái máy xúc lúa vậy đó, chừng nào mà xúc hết lúa rồi, thì chú nghĩ chừng chút chỉ là rồi đó, không có làm gì được cái nó chứ. Đó chú thấy ông bỏ nó có được đâu, đàm nó lên liền như nó sao bỏ được. Gần như là theo quan sát á là thấy là mấy năm trời bà con sống ở cái khu vực này không có sự thay đổi nhiều, cuộc sống thì vẫn cứ bấp bênh như vậy à. Dạ. Và nếu như cho cô một cái điều ước thì cô ước điều gì? Ước điều gì? Ước điều trước nhất rồi.
mừng cho con bé phải, mà nó đóng được cái cần cổ này là tôi mừng bằng ai mà đẻ tôi lại kiếp nữa. Chị ước vậy chú ơi, giờ cực quá, sống mấy chục năm trời ở dưới này dưới sông rồi giờ giữ nó y gan như là ở tù lỏng vậy, không có đi đâu được hết trơn á. Tôi nói chú, rồi bác sĩ nó trị hết không cô? Nó nói hên xui rồi chú ơi, bác sĩ nói thằng bé này là coi chừng nó mang cái ống này suốt đời, bác sĩ khám gì á. Đầu lúc mổ thì bác sĩ cũng nói á là thằng bé này là coi chừng nó không có ngồi được, nói vậy chú không có ngồi được. Rồi cái bắt đầu cái sao mà bây giờ nó ngồi được, nó đi được cũng bác sĩ phán ra. Rồi bây giờ nói là đi khám là con bé chưa có tiến triển gì hết trơn, lỗ mũi nó không còn, đường thở nó không còn hẹp. Hôm nay thì mình bên Bùi Hồ đến cái xóm bà con ngay tại quận 8 sống trên ghe, thì cũng muốn khảo sát lại cái tình hình cuộc sống của bà con hôm nay có sự thay đổi nhiều không, nhưng mà cũng giống như những cái xóm Việt Kiều khác ở các cái nẻo đường ở miền Tây, cũng cuộc sống của bà con ở đây vẫn bấp bênh bệnh tật. Và chắc có lẽ thì trong một cái ngày gần nhất thì hai anh em sẽ trở lại đây, sẽ có một vài món quà nữa để chia sẻ cho bà con. Hôm nay thì đến để cho mọi người biết được cái tình hình hiện giờ, và hẹn mọi người một cái tương lai gần nhất để đón nhận những video mới của anh em về lại cái xóm này. Cô, hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho một chị giấu tên ở Canada gửi cho cô 1 triệu để mà dạ. Có thể mua thuốc men cho bé nha. Dạ, dạ con gửi cô. Dạ, chú cảm ơn cô ở nước ngoài, cũng chúc cho mấy cô mấy chú cũng được giàu giàu sức khỏe ngang chú không. Với trước nhất cô cũng mấy cô mấy chú mạnh mừng quân, nghĩ sao nó là cũng chúc cho hai chú được nhiều sức khỏe. Dạ, dạ lần đi đây đi đó cũng giúp đỡ cho những cô bác nghèo còn nhiều người nữa, chứ không phải mình nên mình đâu cũng thấy nhiều người còn khổ nữa. Dạ. Yeah. Con chào cô ha. Dạ. Yeah. Yeah. Chúc cho cô chú mạnh khỏe, nhiều sức khỏe nghe chú. Qua đây không? À. Qua đây hay là đi thẳng? Dạ con đi đường này luôn. Ủa mới đi học về hả? Dạ. Yeah. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 9. Lớp 9 rồi hả? Ủa coi chú ơi, nhờ thằng đó đó chú ơi, nó tiếp cận thằng nhỏ này cho thâu chết luôn mình ơi, chăm nổi luôn. Chú về nha. Dạ chú về. Chú về. Một cái đường đi cực kỳ bấp bênh và hai anh em phải bộ quá. Hôm nay thì cái chân của Phong bị ngứa luôn hả Phong? Ôi bước lên cây này hả Phong? Trời ơi trời. Ôi. Ôi. Hôm nay thì hai anh em ở đây đó anh Phong. Dạ, thưa hai cô con về nha, hôm nào tụi con sẽ quay trở lại. Dạ. Chú ơi. Dạ. Chú năm mới rồi vào vào khỏe chú ơi. Dạ con cảm ơn. Đó chú đi cái miếng dán đó chú đi. Chú có rồi. Chưa có đóng rồi. Chưa có đóng. Chưa có đóng.